Xin kính chào tất cả các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Chúc mừng các bác, đây là em về được hai bộ mic không dây, xài rất ngắn nha, nó chỉ tầm 22 đến 24 cm thôi. Đấy, rất là gọn để các bác kê trong nhà, bày nó rất là gọn và giấu đi cũng rất là tiện. Rất là gọn, rất là đẹp nha. Và máy bên trong thì các bác đừng kêu, hàng này thì hàng phổ thông thôi nên là nó có sao thì em giới thiệu vậy. Đấy, bộ mic này sản xuất là tháng 7 2014. Mic thì vì nó to chỉ như thế này thôi, nhưng các bác nhìn linh kiện của nó rất là chất lượng này. Hộp sóng không to nhé, con này thì chuyên ra gia đình thôi chứ, hoặc là phòng hát cho kê bé bé thôi, chứ còn các bác mà mang ra ngoài trời thì sóng nó đuối lắm. Em nói thật, sóng ngoài trời nó đuối lắm, nó vẫn thua xa các cái bộ mic xua đấy mới giờ. Nhưng bên em bán hàng chúng lựa chọn rất là kỹ. Đây các bác xem, đây là cái tay mic này, tay vị xanh. Đấy, tay mic vị xanh nha, vị xanh. Về nhiều cái nó bị xước, nó vỡ này. Cái tay mic này thì đã được anh em bên chủ đầu tư là sơn lại hết rồi. Đấy, sơn lại hết rồi nên là tình trạng nó còn tương đối như này, chứ nếu mà về mà không sơn lại thì xấu lắm. Những cái bộ mic này thì em bán thật các bác, bán giao lưu thôi, chỉ có 1,5 triệu một bộ thôi, chưa ship, ship cộng thêm 50 nữa, 1,550,000. Đấy, máy thì xấu như hình, được chưa? Hàng của em không nói hàng của em đẹp, em chỉ nói là hàng của em xấu như hình thôi, nên là các bác mua cứ bảo cho anh bộ nào xấu nhất thì mua. Đây là đầu thu của nó này. Đấy, tay mic các cái em tháo ra hết. Đây là cái cổ côn của nó, côn của tay mic đây, côn không to đâu. Trông nó xấu như hình nhá. Đấy, trông nó xấu như hình, nó không đẹp đâu. Hàng của em cứ nói là xấu như hình, đấy nó dễ. Còn chụp này là mua mới này, chụp cũ là về anh em là vứt hết, mua chụp mới mấy chục nghìn một cái, xong là về thuê thợ tháo hết ra, sơn lại cái tay dưới này, thân này. Đấy, tay của nó bằng nhôm nhé, nhôm rất là xịn luôn. Đấy, với mức giá 1,5 triệu thì các bác sử dụng ngay một bộ mic không dây như này. Đấy, các bác về hát karaoke gia đình thì hàng này em về số lượng nhiều lắm, nhưng mà về trước là hai bộ đã review đã, chưa nãy bây giờ lấy một đống về xong là bán không bán được, đắp chiếu đấy là vỡ mồm. Anh em thợ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Những cái bộ này em lãi chỉ ít lắm, lãi 100-200 nghìn, nhưng lãi gì em lãi nhiều rồi mà, được không ạ? Nắp của nó còn khá là đẹp. Đây, vị viết bên trong đây, vị linh kiện nó có như thế này thôi. Đấy, hộp kênh thì bé tí con này, nhưng mà được cái là tiếng nó hay nhá, tiếng nó sạch. Các bác xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 4558 để xử lý tiếng ở một bên. 1, 2, 3, 4, 5, đã 5 con bên, 6 con bên 5 con. Con này xử lý cho tiếng mono này, con này xử lý tiếng mono này, con này xử lý sóng 2 kênh, chia sóng này, dò sóng đây, lấy mẫu tần số các kiểu đây. Xấu như hình nha, không đẹp đâu. Hàng của em không có hàng đẹp, nên là các bác cứ chê nhiệt tình vào, em không đào đâu ra hàng đẹp cả. Hàng đẹp anh em cởi trên người ta mua hết rồi. Đấy, nói thế cho nó dễ, chứ không bây giờ nó cứ nói là đẹp thế này đẹp thế kia. Nhưng bây giờ các bác lại so với cửa hàng khác còn đẹp hơn rất nhiều. Em không quan trọng cái điều đẹp hay xấu, quan trọng đó là nhìn hình thức còn tương đối là được. Tương đối, như tay này em về em đánh giá nó rất là cao, rất là đẹp. Em không quan trọng lắm là hình thức, quan trọng đó là cái chất lượng. Đấy, hình thức có thể không đẹp lắm nhưng cái chất lượng của nó phải đẹp. À, phải tốt, chất lượng phải tốt. Với mức giá 1,5 triệu thì em bao chấp tất cả các loại mic cùng giá trên thị trường. Thứ nhất, nhỏ gọn. Thứ hai, tiếng hay. Đấy, cái này thì chiều tối nay em sẽ cố gắng mời 1-2 ca sĩ đến thì thử cho các bác nghe nhé. Cái chất lượng âm thanh của cái dòng mic này thì tương đối thôi, nó không được tuyệt vời lắm đâu. Nhưng mà các loại xua xiếc này, các loại mic này, các bác mua mới tầm 1,8-1,9 triệu nhá. Ngay cả kẻ QT Acoustic C300 chưa chắc đã ăn được cái loại này. Đấy, xin nhấn mạnh với các bác là vậy. QT Acoustic thì em vẫn làm đại diện nhé, chắc là đến giữa hè thôi thì em nghỉ, bởi vì hàng chất lượng cũng trung bình thôi, nhưng giá cao quá không bán được.
Đấy, ok, nếu các bạn nào quan tâm đến bộ mic không dây này thì hãy trực tiếp nhá. Giá 1,5 triệu chưa ship. Ship cộng thêm 50 nữa. Em bao ship cho các bác là 1,55 triệu. Là bao ship cho các bác nha. Đấy, chất lượng có như thế thôi. Đây là mặt trước nhá, ở đây là cái mặt sau này. Đấy, các bác lấy thì em sẽ tặng cho các bác là cái cục nguồn và cả dây nữa, về là không có dây. Về anh em mà lấy thì em sẽ phải mua thêm cái dây này. 30-40 nghìn cái dây không thôi rồi. Để tặng cho các bác. Vừa nó đồ đi theo mà. Đấy, để các bác cắm. Hoặc là các bác mà chơi chuyên nghiệp nha, các bác mà ví dụ làm sự kiện tiệc cưới, các bác làm 4 tay mic này. Đấy, xong là bỏ anten này ra, mua cái loại anten sóng giờ như các loại sóng anten rời của Su ấy, thì còn lý nó hơi bị đắt, nhưng mà được cái là sóng nó khỏe. Đấy, đầu thu đặt một nơi, mic đặt một nơi cho các sếp là hát hò thoải mái luôn, đúng không ạ? Đấy. Giá vừa rẻ nhá, vừa hay. Đấy. Vừa rẻ vừa hay vừa chất lượng. Đây là cái series email của nó. Series email của nó đây. 072545 UHF 740 đến 790. Đấy. Tình trạng là xấu như hình nhá. Em không nói hàng của em đẹp đâu, nên là các bác chê cứ chê nhiều tình vào. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong cái video lần sau nhé.